Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Gucci. Hôm nay mình nhận được một cái con Dell E7440 Latitude nha các bạn. Đây là một cái con kế tiếp. Lúc trước mình cũng đã có nhận một cái con Latitude mà nó bị lỗi nguồn phía sau nha các bạn. Thì ở cái con này là mình nhận được là nó bị chạm nguồn sạc nha các bạn. Chạm nguồn 19 đi vào vị trí của IC sạc nha các bạn. IC sạc nó là BQ715 nha các bạn. Nó thường là con 24715 nha các bạn. BQ715. Đây là con IC sạc của cái men Latitude E7440. Thì bây giờ mình sẽ đo sơ bộ cho các bạn xem. Đây, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Mình đo vào ngay chân nguồn adapter vào nha các bạn. Đây, các bạn quan sát là tổng trở ok. Đó, ngay chân này là tổng trở ok. Thì ở đây nó sẽ qua cái con BQ4 nha các bạn. Con phép đầu là BQ4. Con phép đầu là BQ4. Để mình kiểm tra BQ4 nha các bạn. Ok, tổng trở vào cực S BQ4 ok nha các bạn. Mình đo bằng cực D. Cực D ok nha các bạn. Cực D của con BQ4 là ok. Rồi bây giờ mình sẽ đo đi tiếp. Nó sẽ vào một cái con phép thứ hai nha các bạn, một con phép đầu thứ hai. Đó là cái con để mình xem coi DC. Con BQ700 nha các bạn. Đó, con phép BQ700. Con BQ700 kế bên đây. Okay. Rồi. Như vậy là tại cái con BQ700 này có vấn đề này nha các bạn. Đó, mình đo cực ít tại con BQ700. Đây mình sẽ để cho các bạn xem. BQ700 nha các bạn. Đây. Đó, mình đo vào cực S BQ700. Đó, các bạn quan sát đồng hồ là nó đang bị sọt nha các bạn. Đó, vị trí BQ700 nó đang bị sọt nè. Đó, các bạn thấy là tổng trở nó về không. Nó sọt muốn về mát luôn nha các bạn. Đó. Đây là khu vực của IC sạc. Nhưng mà khi mình kiểm tra các nguồn ở phía trong nha các bạn. Nguồn 19 vào thì nó không sử dụng cái nguồn đó. Nó không sử dụng là cái nguồn sạc sạc GX-RC nha các bạn. Đó, mà nó sẽ lấy cái nguồn sạc đưa ra. Đó, bây giờ để mình đưa cho các bạn xem. Và mà nó sẽ lấy tại cái cuộn dây tại khu vực IC sạc nha các bạn. BL701 nha các bạn. Đó, tại con dây BL701 nó sẽ cấp cái nguồn 19 đưa đi vào các khối nha các bạn. Đây mình sẽ đo sơ bộ cho các bạn xem là tại cái vị trí mà phía trong. Đây. Đó, tại vị trí cái nguồn phía trong này nha các bạn. Đây điển hình như các khu vực nguồn phía trong nè. Tổng trở rất là ok nha các bạn. Nguồn 19 phía trong là không bị không có vấn đề gì nha các bạn. Đó. Cái vị trí tại cái con BQ200 nè. Đó và
Con BW101 nha các bạn. Đó, tất cả là cái nguồn 19 này nó sử dụng đó là cái nguồn Power SCR nha các bạn. Nguồn này là nó đưa ra từ con IC sạc. Không bị sọt mà nó sọt là tại tại cái nguồn sạc SRC nha các bạn. Đó và là nó vào tại cái con BW704 nha các bạn. Đó, mình sẽ quan sát là nó sẽ bị sọt tại cái khu vực BW704. Đây là khu vực BW704 này nha các bạn. BW704. Đây là nó sẽ bị ngay khu vực này. Đó, các bạn quan sát là thấy tại khu vực này nó đang bị sọt mát này nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra và mình sẽ cách ly khu vực này ra nha các bạn. Ở tại khu vực này thì sẽ có mấy cái tụ nè. Bây giờ mình sẽ cách ly cái khu vực này ra xem là tại vị trí này có hết sọt hay không nha các bạn. Đây thì nó chỉ có vài cái tụ thôi. Mình sẽ bóc mấy cái tụ này ra nha các bạn. Đó, xem là nó có hết sọt hay không. Và mình sẽ kiểm tra từng cái xem là vị trí cái tụ nào bị hư nha các bạn. Đó, tại vị trí đây là mà là các bạn quan sát là nó sẽ có ba cái tụ. Đây. Sẽ ba cái tụ nha các bạn. Đó, đây là có ba cái tụ nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ bóc ra nha các bạn. Bóc ba cái tụ này ra và mình đo lại xem vị trí này hết sọt hay không. Đó. Và mình sẽ kiểm tra xem cái vị trí cái tụ nào bị hư nha các bạn. Đó, cho các bạn quan sát. Ở đây thì nó chỉ khoanh vùng ngay khu vực này nha các bạn, cho nên là mình chỉ cần cách ly cái khu vực này ra là được, chứ nó không bị nguồn 19 mà nó diện rộng nha các bạn. Nếu mà nó nhiều khu vực thì mình sẽ dùng phương pháp tách chạm nha các bạn. Còn ở đây nó chỉ khoanh vùng ngay khu vực này thì mình chỉ cần cách ly những cái linh kiện tại khu vực này nha các bạn. Ở đây thì mình phát hiện là có ba cái tụ, trước mắt là có ba cái tụ nha các bạn. Đó, mình cứ cách ly ra ba cái tụ này trước, mình xem coi nó có hết sọt hay không nha các bạn. Rồi bây giờ mình cách ly ba cái tụ ra. Rồi mình sẽ đo lại nha các bạn. Đó, sau khi mình cách ly ba cái tụ này ra nè. Đó, cách ly ba vị trí. Bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Rồi các bạn quan sát. Rồi như vậy là tổng trở nó lên cao rồi nha các bạn. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Đó, tổng trở nó lên cao. Như vậy nguyên nhân nằm ở ba cái tụ này nha các bạn. Nguyên nhân bị hư hỏng mà nằm ở ba cái tụ này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cái tụ nào nó bị hư nha các bạn. Mình sẽ loại bỏ cái tụ đó và mình sẽ gắn lại những cái tụ khác. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đo nha các bạn. Tụ này ok nè. Ok. Ồ, như vậy là vị trí cái tụ này nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã phát hiện được cái tụ hư đây. Đó. Một cái tụ hư. Đây các bạn quan sát là mình sẽ đo cái tụ này nha các bạn. Đó, cái tụ này các bạn quan sát đồng hồ. Đó, tổng trở nha các bạn. Nó bị sọt luôn. Rồi. Vị trí này nha các bạn. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ. Đó, được. Đó, các bạn quan sát. Rửa cái tụ này một cái nha. Đó, các bạn quan sát là cái tụ nè. Khó đâu quá ta.
Đó. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ. Rồi ok nhé các bạn. Như vậy là nguyên nhân là ở cái tụ này. Rồi mình sẽ loại bỏ cái tụ này và mình sẽ gắn lại hai cái tụ kia nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lại hai cái tụ còn lại vào. Đó, và mình sẽ cắm vào xem là cái men có hoạt động hay không nha các bạn. Rồi mình kích nguồn thử. Rồi, men có dấu hiệu hoạt động nha các bạn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn tản nhiệt và mình sẽ gắn vào màn hình xem là nó có xuất hiện hay không nha các bạn. Rồi. Như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Ok. Ok. Như vậy là nguyên nhân ở cái men E7440 này là do nó lỗi cái phần khu vực nguồn sạc SRC nha các bạn. Sau khi mình đã loại bỏ, xử lý xong khu vực đó thì máy đã lên hình, máy đang hoạt động. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.